Theo cơ quan thanh tra, nguyên nhân dẫn tới vi phạm do trưởng ban thư ký và các cá nhân liên quan của ban thư ký không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi thiếu trách nhiệm, không kiểm tra giám sát và không kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về sự cố bất thường này. Cơ quan thanh tra đề nghị Sở Nội vụ tham mưu gia hạn thời gian đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Viết Hiển để phục vụ công tác thanh tra. Cơ quan thanh tra xác định có 2.997 bài thi lệch phách, làm sai điểm của 2.750 bài thi. Có 49 bài thi sai sót trong quá trình ghi điểm và nhập điểm. Trong đó, có 19 bài thi bị sai điểm so với bảng điểm đã công bố. Điểm chuẩn mới xét tuyển đợt 1 có sự thay đổi tại 4 trên 12 lớp chuyên và 11 trên 29 hội đồng tuyển sinh các trường trung học phổ thông đại trà. Thanh tra tỉnh Thái Bình sẽ chỉ đạo đoàn thanh tra tiếp tục xác định rõ các tồn tại, hạn chế, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan trong thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các khâu dẫn tới việc bị lệch phách, sai điểm, sai kết quả tuyển sinh như đã nêu trên. Đồng thời, đoàn thanh tra tiếp tục tiến hành thanh tra các nội dung khác trong quyết định thanh tra.